Bằng chứng từ những năm 1960 cho thấy aspirin đã có tác dụng chống ung thư khi nó làm giảm được sự lây lan của khối ung thư trên cơ thể loài chuồn. Tuy nhiên, phải mất hàng chục năm nghiên cứu, các nhà khoa học Canada mới có đủ cơ sở để xác định tác dụng của aspirin trong việc làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vùng đầu và cổ. Dù vậy, họ sẽ vẫn tiếp tục nghiên cứu để xác định chính xác nguyên lý hoạt động của thành phần acid acetin salicylic có trong thuốc aspirin. Theo cuộc nghiên cứu trên, nếu sử dụng ít nhất 75mg aspirin mỗi ngày trong thời gian hơn 10 năm, có thể sẽ làm giảm nguy cơ đối với một số bệnh ung thư khác nhau như ung thư đại trực tràng và thực quản, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư phổi. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng lưu ý rằng aspirin không phải có khả năng chống lại tất cả các căn bệnh ung thư có liên quan đến đầu và cổ. Nghiên cứu vẫn đang được các nhà khoa học thực hiện nhằm xác định chính xác nguyên lý hoạt động trong cơ thể để ngăn ngừa bệnh ung thư của thành phần acetin salicylic acid có trong thuốc. Theo Hiệp hội Tai Mũi Họng Canada, nước này hiện đang có khoảng 4.300 người được dự đoán là có nguy cơ mắc các bệnh ung thư vùng đầu hoặc cổ trong năm tới và khoảng 1.610 người trong số đó có thể tử vong vì căn bệnh này. Adam Brimelow, BBC News.